Mày bị thương chỗ nào vậy? Bắp đùi. Còn chỗ này nữa. Hồi nãy thầy không giúp con, nhưng bây giờ con phải giúp thầy đây. Ê, đừng cử động, đừng có mắc cỡ như một cô gái vậy. Thầy bị thương như vậy sao có thể lên đường được chứ? Chi bằng thầy nghỉ ngơi lại nhà của con vài ngày để vết thương lành lại đi. Thầy ở lại để con chăm sóc vết thương cho thầy. Thầy ơi, thầy xem vết thương của con đây. Hay là mọi người cũng ở lại đây vài hôm rồi lên đường sao? Đường xá còn xa, thời gian cấp bách, chúng tôi không thể kéo dài được. Vậy con... Tất cả tùy duyên về. Đến đây, mau mau, Nico tới rồi. Tới liền. Nico, trên đường đi chắc mệt lắm đây. Đạp phu nhân đang chờ các vị bên trong đó. Đạm thiếu gia, mau chào Nico của cậu. Dạ. Con chính là Đàm Thành hả? Lớn về rồi sao? Còn tinh nghịch như xưa không? Mẹ con nói là do cha con nuông chiều quá thôi. Cô đúng là Nico mà. Con nhìn vậy còn giả được sao? Chẳng trách từ nhỏ cha con nói con ghét hòa thượng chứ không ghét Nico. Con được nghe cha con nói bậy. Em là U Liên phải không? Dạ. Yeah. Con mời cô vào nhà. Cha của con đâu? Cha tới phương Bắc tuần tra rồi, khoảng 1-2 tháng mới về nhà một lần. Vậy à? Lâu vậy sao? Dạ. Pháp sư Hữu Dân, hay là con đi cùng với thầy? Quỳnh đã bệnh như vậy rồi, sao có thể đi cùng chúng tôi được? An tâm dưỡng bệnh đi, để bệnh lành rồi tính. Sư phụ à, tôi nhờ ngài săn sóc cho thầy Giác Thừa về. A Di Đà Phật. Hữu Dân sư phụ, sau này đường xá xa xôi, một mình sư phụ hãy bảo trọng. A Di Đà Phật. Sư phụ đều là người xuất gia cả, ngài hãy yên tâm lên đường. Người kêu chiếc thuyền trước mặt cập bến cho ta. Ê, cập thuyền vào bờ ngay. Mau cập thuyền vào bờ ngay. Mau. Mau. Thuyền đã rời bến, có lý nào như vậy chứ? Ta đi tiếp đi. Những người này cũng không chịu đến sớm một chút. Đúng đó. Xe bộ dạng của họ như vậy, chắc là họ đang có việc gấp. Nhà thuyền giúp cho người cũng là giúp cho mình. Thôi thì quay lại rước họ đi. Được. Nhanh một chút đi. Nhanh đi. Nhanh lên. Đại quan, ngài cẩn thận đó. Bình sinh lần đầu tiên ngồi thuyền cùng hòa thượng qua sông đó. Người đuôi sao hả? Thấy tâm tướng đại nhân mà không nhường chỗ à? Mời đại nhân. Vị hòa thượng đó thật đáng thương. Ai kêu ông ta nhiều chuyện, kêu thuyền gia quay lại làm gì? Thật là tâm tốt không có quả báo tốt à. Đúng rồi. Đúng rồi. Đại nhân cẩn thận. Cái tu hành kia, sao ta thấy mặt của người khá quen vậy? Người xuất gia đều có hình tướng tương tự như nhau. Quan gia công vụ bận rộn, mau lên đường cho kịp. Là hắn, Tiêu Cổ Nhân. Đại nhân, ngài xem. Cổ Nham, quả thực là ngươi.
Tiêu Cổ Nham, quả thực là nhà ngươi. Không ngờ chúng ta cách nhau 25 năm, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Có phải mọi người cứ nghĩ rằng ta đã chết rồi không? Ngươi coi, Đàm Sĩ Kỳ ta mạng lớn, đến bây giờ vẫn chưa chết. Hơn nữa, còn sống rất sung túc. Đàm đại quan, gặp nhau, ông cũng là duyên phận. Bần tăng muốn xin ngài một bát nước uống. Nước? Có, ta sớm đã chuẩn bị từ trước cho ngươi rồi. Ngươi đâu, đem ghế đến đây. Dạ. Cổ Nham, mời. Mở khăn ra đi. Mời ngồi. A Di Đà Phật. Nào, rót rượu. Người xuất gia không ăn thịt uống rượu, một bát nước là đủ cho bần tăng rồi. Thôi được. Ta thật sự không ngờ, đường đường là đại công tử nhà họ Tiêu lại đọa lạc đến mức độ như thế này. Ta thật là không hiểu. Tiêu Cổ Nham, sao ngươi phải khổ như vậy? Lúc ngươi còn ở Tiêu phủ, chăn em nệm ấm, kẻ hầu người hạ không thiếu, sao ngươi với bây giờ khác một trời một vực? Có phải vậy không? Hả? Vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là mặt trăng dưới nước thôi, có bao giờ trường tồn. Hiện tại chẳng phải là quá khứ rồi. Phải, đều là chuyện quá khứ. Hơn 20 năm nay người sống như thế nào? Chắc rất là gian nan khó khăn. Người sống trên thế gian ai khó khăn? Đàm đại quan 20 năm nay chẳng phải là cũng khó khăn như vậy sao? Ta nói dễ cũng rất dễ, nói khó khăn cũng rất khó khăn. Ngươi xem, bây giờ ta làm quan rồi, ngày nay địa bàn 3 tỉnh phương hoảng dự đường đường do ta quản lý. Người nói như vậy là khó hay là không khó? Ra cửa tiền hô hậu ủng, về nhà thì tam thê tứ thiếp. Ước mơ của ngài lúc nhỏ đã thành sự thật rồi. Người nói đúng đó. Người xem hai đứa này thế nào. Ta chuẩn bị nạp họ thành tiểu thiếp. Luôn về tài sắc, người coi không thua kém gì tiểu muội Đàm Tương Nguyệt của ta phải không? Cũng không thua kém gì Điền Nga Anh phải không? Đa tạ bữa cơm chay của Đàm thí chủ, bần tăng xin phép tiếp tục lên đường. Nè, đợi chút, trời còn sáng vội gì chứ? Đợi ta gọi kiệu lớn đến tiễn người một đoạn. Cổ Nham, hà tức phải cực thương như vậy? Bần tăng phát nguyện lễ bái, trong khổ có vui. Lúc nãy Đàm thí chủ bố thí cho chén nước mát rồi, bần tăng cảm kích vô cùng. Không gì báo đáp, xin tặng Đàm thí chủ một câu về. Câu gì? Nói đi, nói đi. Người có đạo thì phước phần che chở, cuộc đời vô thường, Đàm thí chủ phải vừa tu phước vừa tu huệ. Cái gì? Tu phước tu huệ? Ngươi cho rằng Đàm Sĩ Kỳ ta quan tam phẩm, vị trí hơn dạng người tiền đồ sáng lạng, phước báo như vậy không đủ lớn sao? Vinh hoa phú quý đều như mây khói trước mắt, thấy đó tàn đó. Bần tăng khuyên Đàm đại nhân hãy vì nhân dân bá tánh mà làm một chút phước thiện, làm nhiều việc thiện, tránh trồng nhân ác, để tránh khỏi quả sát thân sau này. Đủ rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nể mặt ngươi thì ngươi liền lên giọng dạy đời. Ta báo cho ngươi biết Tiêu Cổ Nham, ngươi đến lúc này ngươi còn dám dạy đời ta. Vậy thì bần tăng xin phép cáo từ. Đứng lại. Tiêu Cổ Nham, ngươi muốn trốn tránh ta sao? Ngươi ganh tị có phải vậy không? 25 năm không gặp, 25 năm không gặp, ngươi cũng không hỏi thăm cha mẹ của ngươi như thế nào, hai cô vợ khốn khổ của ngươi sống như thế nào. Ngươi vẫn vô tình vô nghĩa như vậy. Tiêu Cổ Nham, ngươi xuất gia hơn 25 năm rồi, ta tưởng ngươi thành tiên thành Phật rồi, ít ra cũng là trụ trì của một ngôi chùa nào đó chứ. Nhưng mà không thể ngờ rằng ngươi trở đọa lạc tàn tạ như vậy. Tiêu Cổ Nham, theo như lời dạy của nhà Phật các ngươi gọi là báo ứng. Ngươi còn nhớ câu nói ta nói lúc ngươi mới thành thân không? Hả?
ngươi lấy hai người phụ nữ. Một người là em ruột của ta, Đàm Tương Nguyệt. Một người là người ta yêu thương, Điền Nga Anh. Thôi, bỏ đi. Ta nói với ngươi, ngươi phải chăm sóc và yêu thương họ. Đừng có ý nghĩ xuất gia điên rồ nữa. Bằng không, Đàm Sĩ Kỵ ta đây không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi còn nhớ không? Nhưng hôm nay ta báo cho ngươi biết, ta quyết định bỏ qua cho ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Ngươi xem lại hình dạng của ngươi bây giờ, giống cái gì? Ngươi không ra người ma, không ra ma. Ngươi giống một kẻ ăn xin. Tiêu Cổ Nham, ngay cả một bà già cũng có thể đạp chết ngươi. Ngươi coi ta còn so đo tính toán với một con người như ngươi làm gì? Ngươi lại đi, ngươi lại đi, lại đến già, lại đến chết đi. Đàm Sĩ Kỵ ta sẽ làm đám tang cho ngươi. Đáng thương, đáng đau buồn, Tiêu Cổ Nham. Được, ngươi lại đi, ngươi hãy lại đi. Ta chóng mắt lên xem ngươi lại đến khi nào. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Vậy thứ hai con kiến đang cắn lộn với nhau, chúng ta đi xem nha. Lại là mấy con kiến cắn nhau, ta xem chán lắm rồi. Lần này thì khác lần trước, một con kiến đỏ, một con kiến đen, xung quanh nó còn có rất nhiều con khác trợ lực nữa. Ta nói rồi, không có xem là không có xem, phiền phức quá đi. Đàm Thiết Gia, nhị tiểu thư của Dương Thiết Tượng, cô gái có biết tóc đó, cậu biết không? Cái tóc đen đen đó, nó dài tới chân nè. Chúng ta đi giúp cổ cắt ngắn đi. Để đó không có cắt. Tiên sinh tính tiền của tiệm gạo, khi đi đầu cứ cúi xuống, không bao giờ tiếc ngó hai bên. Hay là chúng ta đánh cho nó một trận đi. Không được, không được, tìm trò khác đi. À, có trò mới đây, ngoài thành có một hòa thượng tam bộ nhất bái, chúng ta tới đó xem thử đi. Được rồi, chúng ta đi. Cậu xem, là ông ta đó. Cậu xem kìa. Đó. Tam bộ nhất bái. Không biết với vị tiểu thí chủ, vì sao lại làm khó bần tăng? Lão hòa thượng kia, ông đừng có đổ oan cho người tốt nha. Đường chúng tôi chơi thì cứ chơi, ông đi thì cứ đi đi. Ai làm khó ông? Ai làm khó ông chứ? Ai làm? Nếu nói như vậy, hôm nay bần tăng không thể vượt qua vết từ người của các vị rồi. Muốn qua thì cũng qua được thôi, nhưng mà xem hòa thượng của ông có đồng ý hay không. Đúng vậy. Vậy làm thế nào mới qua được? Ý là bay qua đầu của tôi đây nè. Nghe nói hòa thượng mấy ông á, ai cũng có võ công tái thế hết đúng không? Vậy thì cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Đúng. Hai á là sau khi đánh thắng chúng tôi á thì ông hãy đi, đương nhiên chúng tôi sẽ đuổi theo ông đánh thôi. Nếu như ông đánh bại hết tụi tôi á thì ông cứ đi, ngược lại á chúng tôi đánh bại ông thì chúng tôi đi. Đương nhiên á là chúng tôi còn cách thứ ba nữa đó. Đó là cách gì? Cách đó chính là ông phải chịu khó chui qua ống quần của tôi thôi. Cách này đơn giản đúng quá rồi. Cần gì chui qua đi. Ngoài cách này ra, còn cách nào khác không? Đương nhiên là có rồi. Đó là cách gì? Người từ đâu tới thì về lại chỗ đó, đừng bao giờ bước chân tới đây nữa. Đúng. Nếu nói như vậy, bần tăng vừa không biết bay, vừa không biết đánh, lại không muốn quay về, thì chỉ còn cách... Chui qua ống quần. Chui qua thật kìa. Đơn giản như vậy hả? Đơn giản quá đi rồi. Đơn giản quá đi. Không có vui chút nào hết à. Có cách rồi. Đi. Đây đây, cúng dường này. A Di Đà Phật. Đưa đây cho ta. Đây đây.
ở nhiều một chút đi. Ê trời ơi, sao mấy đứa lại làm như vậy? Đúng là tệ quá mà. Hả? Trời ơi. Ông ta ăn thiệt kìa. Ông ta ăn thiệt đó. Ông ăn thiệt rồi kìa. Đây có vài bạc lẻ, bà dẫn để chi tiêu việc nhà cửa. Ê trời ơi, không thể được. Nhiều đây tiền có thể mua một gánh gạo đó. Vậy bà cứ lấy để đi mua gánh gạo đi. Vì tiền này là của một vị thí chủ bố thí cho tôi mấy ngày trước đây. Bần tăng phát nguyện lấy lại trên đường, chỉ khất thực quá duyên thôi. Tôi để trong người cũng không dùng đến, cho nên bà hãy nhận đi. Thiệt là vị tu hành chân chính. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Tiểu muội. Quynh. Tiểu muội. Quynh về. Thực ra đã về lâu rồi. Vừa bước vào cửa thì bị Lương Tri Phủ và một nhóm quan địa phương kéo đến Thưởng Nguyệt Tửu lầu. Làm quan không dễ, giao tế quá nhiều. Tiểu muội, ở đây thoải mái không? Quá thoải mái, ngược lại muội thấy không quen. Cả ngày xe qua lại tấp nập, người qua kẻ lại quá đông, ồn ào lắm. Vậy mới gọi là nơi đô thị. Sao có thể giống như sơn cốc lạnh tanh vậy? Như vậy thì làm sao được chứ? Muội hãy ở đây thêm vài ngày đi, sống quen rồi. Huynh sẽ tìm cho muội một người vừa ý. Huynh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ở đây thêm vài ngày, muội phải về lại Thủy Nguyệt An. Đúng là có mắt mà không thấy. Huynh không hiểu nổi tại sao muội lại không thể. Thôi được, không nhắc đến nữa. Muội đoán lần này huynh đến phương Bắc tuần tra gặp được ai. Còn ai nữa? Là những người bạn cùng thuyền với huynh. Sao muội có thể nói vậy được? Lần này huynh gặp lại một người mà hơn 20 năm nay nhiều người muốn gặp mà gặp không được. Chẳng lẽ là... Đúng. Yêu Cổ Nham. Hả? Cổ Nham? Huynh gặp huynh ấy ở đâu? Huynh ấy bây giờ ra sao? Coi kìa, lại nữa rồi phải không? Huynh không hiểu nổi. Nhiều năm qua rồi mà muội vẫn nhớ đến hắn làm gì? Hắn xuất gia đã hơn 20 năm rồi. Huynh cứ tưởng là hắn đã rất nổi tiếng, trụ trì nhiều ngôi chùa chứ. Tiểu muội, huynh không thể tưởng tượng được. Hắn làm trụ trì một ngôi chùa cũng không có. Áo quần rách rưới, mặt mũi thì lắm lem. Ở trong núi rừng hoang dã đi ba bước lại một lại. Người không ra người, ma không ra ma. Không bằng một tên ăn mày nữa kìa. Huynh đừng nói nữa. Chắc huynh ấy đã phát đại nguyện gì mới làm như vậy. Tất cả những suy nghĩ và hành động của huynh ấy, muội và huynh không thể thấu hiểu đâu. Xuất gia làm tăng sĩ, huynh không hiểu gì mục đích gì. Muội xem cái bộ dạng của hắn hiện nay chính là... Huynh đừng nói nữa. Muội đã vào cửa Phật thì không muốn vướng vào chuyện tình cảm nữa. Lão hòa thượng thân hình kỳ quái, lông mày dài, râu bờm xờm, không biết tâm tánh thế nào, không biết thần thông ra sao. Lão hòa thượng rất bình thường, cơm canh qua ngày rất giản đơn, mọi chuyện tùy duyên mà hành xử. Ai ai đều thích cái vị này. Lão hòa thượng thân hình kỳ quái, lông mày dài, râu bồm xồm, không biết tâm tánh thế nào, không biết thần thông ra sao. Trong tâm có Phật, tôi không sợ xuân sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Cha thầy nè.
Đa tạ tiểu thí chủ. Cô bé à? Dạ. Tới đây. Tên con là gì? Con tên là U Liên. U Liên. Tên này nghe hay đó. U U công quả chí, liên hoa bảo tòa tiền. Sao thầy biết tên của con bắt nguồn từ bài thơ này? Cha mẹ cũng nói với con như vậy sao? Con không có cha. Mẹ nuôi con đến U U công quả chí, liên hoa bảo tòa tiền là U Liên đó. Vậy mẹ con chắc chắn là một Phật tử thuần thành rồi. Mẹ nuôi con là một ni cô. A Di Đà Phật. Con cũng biết niệm A Di Đà Phật. Mẹ nuôi con dạy cho con. Vậy con biết đọc câu khác không? Được rồi, ta dạy cho con một câu khác có chịu không? Dạ. Con nghe ta đọc nha. Án Mani Bát Di Hồng. 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 Con thuộc chưa? Dạ thuộc rồi. Mani Bát Di Hồng. Án Mani Bát Di Hồng. Dạ con chào mẹ. Con về rồi hả? Tiểu Liên. Án Mani Bát. Con đang niệm gì đó? Ai dạy con vậy? Về hòa thượng đi đường. Ồ, con phải gọi là sư phụ đó, nhớ không? Vậy sư phụ đó đi ba lại, lại một lại, rất là chuyên tâm, lại đến nở trên trán phồng lên một cục rất to đó. Tam bộ nhất bái, bây giờ thầy ấy đang ở đâu? Dạ dọc theo con đường lớn về phía núi kia kìa. Tiểu muội, chúng ta đi dùng cơm chiều thôi. Quá ngọ em không ăn đâu. Quá ngọ không ăn là sao? Tức là sau buổi trưa thì không ăn gì nữa. Hey, người như muội thật sự chút khổ dòng mình. Quynh, Quynh dẫn U Liên đi ăn đi. Muội ra ngoài một chút. U Liên, chúng ta đi ăn cơm. Mani Bát Di Hồng. Cổ Nham, Quynh đang ở đâu? Người không? Ta không là người thì là cái gì? Đúng sao ông lại? Ông lại dạng dĩ quá vậy hả? Đúng vậy, đúng vậy. Trong đêm tối có một bàn tay đột nhiên nắm lấy đầu ông thì cũng phải có phản ứng gì chứ. Tại sao ông lại? Ta đứng đó không hề cử động, chẳng phải là phản ứng sao? Ta cảm nhận được đó là bàn tay của một người trẻ tuổi, chẳng phải là quái vật gì. Ông không động, đó lại làm cho tôi sợ đó. Ông thật sự không phải là quái vật hả? Làm gì có con quái vật nào cam tâm tình nguyện chui qua ống quần chứ. Con thật xin lỗi ngài. Tại vì tư thế của ngài vừa rồi á, chỉ cần tam quyền lưỡng cước là có thể đánh bại rồi. Mà sao sáng nay ông lại nhường nhịn chúng tôi? Hãy đến đây. Đến đây đi. Tất cả đến đây. Chúng ta đến bên kia ngồi. Ta kể các con nghe một câu chuyện, được không? Hay quá. Tiểu muội, mình thấy sắc mặt của muội không được tốt. Có phải không được khỏe không? Không phải. Có lẽ vì đi bộ quá nhanh, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi. Quynh à, ở đây vài ngày nữa muội định dẫn U Liên về. Tại sao lại vội như vậy? Có phải tỷ tỷ đối đãi với muội không tốt không? Không phải. Tỷ và mọi người trong phủ rất tốt với muội. Chỉ vì muội để dì Huệ ở lại một mình trong am, muội không yên tâm. Hơn nữa, muội ở lại đây chỉ làm vướng bận Quynh thôi. Quynh, muội thấy Đàm Thành rất hư, Quynh phải chú ý đến nó, đừng để nó học thói hư bên ngoài. Con trai mà muội, còn nhỏ quậy chút lớn lên mới có tiền đồ chứ. Muội được nói điểm này nó giống cha của nó nghe. Con nghe người ta nói nhiều về nhân quả gì đó, nhưng mà chuyện nhân quả có thiệt hay không vậy? Sao thầy lại đánh con? Các cậu thấy đó,
tôi đánh cậu ấy là nhân. Ngược lại cậu ấy chửi tôi đánh tôi, đó chính là quả. Ngồi xuống đi. Nhân quả thể hiện từng sát na trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Gieo nhân thiện thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả dữ. Hôm nay các cậu làm việc ác thì ngày mai, ngày mốt hoặc là năm sau, năm tới cậu sẽ phải bị trừng phạt. Mình phải chịu trách nhiệm hành vi của mình. Thiện ác hữu báo, nên phải làm nhiều việc thiện. Sư phụ, sao ngài nói đi là đi vậy? Mạng người ngắn ngủi, sống một ngày là giảm một ngày. Không tinh tấn thì không được. Tục ngữ nói đúng, khi trẻ không tu thì già muốn tu đã muộn rồi. Thầy định lại tới nơi nào? Ngũ Đài Sơn. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không? Được chứ. Ngũ Đài Sơn cách nơi này có xa không sư phụ? Đại khái 3-4 ngàn dặm được. 3-4 ngàn dặm xa quá vậy, thầy phải lại đến kiếp nào mới xong đi? Tại sao sư phụ không ngồi xe, ngồi kiệu, cưỡi ngựa hay đi bộ cũng được? Ta nợ cha mẹ quá nhiều, ta muốn dùng tâm thành để báo ơn này. Cha mẹ cưng chiều con, nhưng mà con cảm thấy là rất phiền, rất buồn á, không biết phải làm sao cho tốt. Chỉ cho con cách nào đi. Được rồi, ta tặng cho con một quyển sách. Quyển sách này do một lão thần y tặng cho ta lúc ta vẫn còn nhỏ. Bây giờ ta tặng nó lại cho con. Lúc rảnh rỗi hãy lấy ra xem. Lúc cần hãy giúp đỡ người khác, chính bản thân lúc đó cũng được cái an lạc và hạnh phúc. Được rồi, trời không còn sớm, ta phải tiếp tục lên đường. Để con giúp thầy mang hành lý rồi tiễn thầy một đoạn luôn. Được rồi, cái này để con mang. Chúng ta lên đường thôi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ở quá khứ xa xưa về trước, trên bờ hồ A Lan Nhã ở Ấn Độ mọc rất nhiều cây lao. Trong đám lao sậy có 2 con nhạn. Bọn chúng và con rùa trong hồ là đôi bạn rất thân. Có một năm thời tiết hạn hán, nước trong hồ khô cạn, rùa không sống được trong đó nữa, nên đã nhờ nhạn giúp đỡ chuyển chỗ ở. Nhẫn, trên chữ tâm có con dao. Nhẫn không phải là yếu hèn hay nhút nhát. Nhẫn là chỉ hành động tự tin và một khí chất rộng lớn, một tấm lòng bao la. Nhẫn thể hiện sự khoan dung độ lượng, nhẫn đắc tâm an. Nhẫn thành tựu người mạnh, thành tựu người vĩ đại.
nhìn thấu buông bỏ cung thần tiên. Lại thêm một cô nương chết nữa à? Không phải là một cô nương mà là một hòa thượng. Nhưng mà không cần biết ngươi là cô nương hay là hòa thượng, dân các ta không thể phơi xác ngươi ngoài đồng quan. Nào, để ta tìm chỗ cho ngươi. Dân còn sống à? Tốt quá, ngươi gặp dân các ta coi như mạng ngươi lớn đó. Thôi, đây, nào đi thôi. Ây da, thôi ngồi dậy. Ai cũng nói là một thang thuốc của dân các ta có thể trị được 3 bệnh. Uống đi. Uống đi rồi cô sẽ biết ngay thôi. Nào, uống tốt. Tôi đang ở đâu vậy? Ở đây hả? Đây là nhà của dân các ta à. Ân nhân đã cứu mạng của tôi, xin nhận của bần tăng một lại. Đừng, vô cơ nhận hòa thượng một lại, chẳng khác nào ngài làm cho tôi tổn thọ đó. Ngài ở đâu đến và định đi về đâu? Tôi từ Phổ Đà Sơn buôn lễ bái đến Ngũ Đài Sơn. Đi được xa như vậy thật không dễ dàng. Việc này cũng giống như dân cát ta vậy. Trên trang của ông có những vết thẹo. Chẳng lẽ ông nhất bộ nhất bái ông lại đến đây à? Bần tăng tam bộ nhất bái lại đến đây. Không ngờ. Thời buổi này mà còn người hòa thượng khờ như ông, sao phải nhất định lại đến đó chứ? Ông đi bộ đến đó không phải giống nhau sao? Bần tăng sinh ra đã mất mẹ rồi. Mẹ gì sinh tôi ra mà chết. Cha tôi chỉ có mình tôi là con trai. 19 tuổi tôi bỏ cha mà đi. Cha tôi đã tự quan rồi mắc bệnh mà chết. Bao nhiêu năm nay bần tăng không gì đau hơn, nên phát đại nguyện này cầu xin Bồ Tát Gia Bị cho cha mẹ sớm thác sanh về biệt cực lạc quốc. Bên bờ sông Hoàng Hà, Hư Dân Đại Sư chịu đựng đủ sự khổ của đói, khát, lạnh, rét, bệnh tật, chịu đựng 5 ngày 5 đêm. Chính trong lúc hôn mê bất tỉnh, kẻ ăn xin Văn Cát từ Trường An trở về Ngũ Đại Sơn lại một lần nữa cứu ngài. Quan Từ tháng 5 năm thứ 10, Hư Dân vượt qua nghị lực của người thường, dùng thời gian 3 năm tròn vượt qua biết bao nhiêu gian nan khó khăn, bao nhiêu lần chết đi sống lại, cuối cùng tam bộ nhất bái đã đến Ngũ Đài Sơn. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đệ tử Hư Dân trải qua muôn ngàn khó khăn gian khổ mới đến được đây, xin ngài thùy từ thương xót lòng thành của đệ tử, tiếp dẫn cha mẹ của đệ tử sớm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cha mẹ, dù con có lại 10 lần như vậy cũng khó mà đền đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi hoàn thành đại nguyện tam bộ nhất bái, Hư Dân dùng thời gian gần 10 năm đi bộ đến hàng vạn dặm, từ Thiểm Tây, Tứ Xuyên vào Tây Tạng. Vào mùa đông tuyết phủ trắng đất, vượt qua núi Hy Mã Lạp Sơn đến Bù Đăng. Sau đó ngài chu du đến Nepal, Ấn Độ, Mysore, Tích Lan và Miến Điện vân vân, lễ lại Phật tích, tham cứ kinh sách. Sau khi ngài về nước lại đi tham bái danh sơn kỳ tích, đại đức cao tăng, mở các pháp hội, hoằng truyền Phật pháp, từ đó bắt đầu nổi tiếng trong giới Phật giáo Trung Hoa. Năm 1895, đại sư Hư Dân 56 tuổi được sự thỉnh mời của trụ trì chùa Cao Mân Dương Châu
tham gia pháp hội thiền thất. Nè, có người rơi xuống nước kìa, mau mau mau. Sư phụ. Cuối cùng ngài đã tỉnh rồi. Ngài còn nhớ con không? Con là Đàm Thành. Mười mấy năm trước, lúc ngài trên đường đến Ngũ Đài Sơn, con là thằng nhóc trong rừng thông, con ấn đầu thầy kêu thầy chưa qua ống quần đó. Là con đã cứu ta? Không phải con, là hai người đánh cá tốt bụng. Họ thấy thầy hôn mê bất tỉnh nên kêu con đến xem. Sư phụ, mười mấy năm trước ma nhờ thầy chỉ dạy, con bây giờ là một thầy thuốc ở trong thị trấn này, sinh hoạt cũng tạm ổn đó. Đàm thiếu gia là một người tốt bụng, ngày thường cứu người cho thuốc, còn giúp xem bệnh cho dân nghèo nữa. À, phải. Tốt rồi. Hôm nay là 26 tháng 6 phải không con? Dạ 28 rồi, thầy đã hôn mê 2 ngày 2 đêm đó. Đàm công tử túc trực bên cạnh ngài đó, 2 ngày không ngủ rồi. Sư phụ, bây giờ thân thể thầy còn yếu, thầy không đi được đâu, nằm nghỉ cho khỏe đi. Pháp hội thiền thất ở chùa Cao Mân đang đợi ta đó. Con giúp thầy chữa trị mấy ngày rồi hãy tính tiếp. Công tác chuẩn bị cho thiền thất năm nay tiến hành thế nào? Mọi người đến đủ chưa? Theo thông lệ thì đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn thiếu một mình pháp sư Hư Dân thôi. Thầy ấy thường rất đúng hẹn mà. Có khi nào ngài gặp bất trắc trên đường không? Bất luận thế nào, mùng 1 tháng 7 năm nay đúng kỳ hạn cử hành thiền thất. Đàm phu nhân mấy ngày trước cho người mang thư đến, cha cô ấy mới qua đời, muốn ở chùa Cao Mân cử hành pháp hội sư đổ 3 ngày, còn phải người cúng dường một tờ ngân phiếu. Các vị đâu phải không biết phép tắc của chùa Cao Mân. Thời gian đã thiền thất, không làm các vị tụng kinh bái sám, nên khéo từ chối đi. Con cũng đã làm như vậy, nhưng Đàm đại nhân ở Dương Châu rất ngang tàn. Trong mắt người tu hành, chúng sanh đều bình đẳng, các vị không nên có tâm phân biệt. Dạ. Xem ra các vị đang mở cuộc họp. Xin hỏi ai là trụ trì? Bần tăng tạm thời là người phục vụ đại chúng. Xin hỏi thí chủ là? Chính là Đàm đại nhân. Đàm đại nhân, xin mời ngồi. Ngồi thì không ngồi đâu, ta chỉ hỏi về chút việc. Mùng 1 tháng 7, vì nhạc phụ của ta quý tự cử hành pháp hội siêu độ, bố trí thế nào rồi? Mùng 1 tháng 7 đúng là bổn tự cử hành thiền thất. E rằng nếu về mặt tiền bạc, các vị cứ lên tiếng đi, nhưng quy mô của pháp hội không được quá nhỏ, tối thiểu phải có 9981 vị hòa thượng tụng kinh. Hơn nữa, hôm đó ta và phu nhân sẽ đến dự, ta nghĩ Cao Mân tự không làm mất mặt của ta đâu.
nhạt